Xuân Trường giúp Hoàng Anh Gia Lai hổ mọc thêm cánh, liệu tham vọng top 3 có khả thi? Lần đầu tiên trong một bóng này, Xuân Trường chơi cả trận sau hai lần chập chững trở lại trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Và đây cũng là lần đầu tiên trong một bóng này, đội bóng phố núi có một trận đấu tưng bừng như thế. Dẫu phải chơi trên sân nhà của BKMS Bình Dương, đội bóng vừa đánh bại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ngay trên sân Thống Nhất ở vòng đấu trước. Suốt 8 vòng đấu trước, dù thắng, thua hay hòa thì đội bóng của huấn luyện viên Lee Se-hun cũng luôn để lại cảm giác bất an trong lòng người hâm mộ bởi lối chơi bị động hoặc hưng phấn quá đà tạo ra cảm giác bị đối phương bắt bài. Ngay như trận đấu thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gần đây nhất, đối thủ của họ mới là những người xứng đáng có điểm hơn. Trận đấu mà Xuân Trường có một hiệp đấu cực hay, song khi anh rời sân, Hoàng Anh Gia Lai bị đối thủ đá cho tơi tả. Giá trị dễ nhìn thấy nhất của Xuân Trường trong trận đấu với BKMS Bình Dương hẳn nhiên là hai đường truyền vượt tuyến như đặt cho Chevrolet. Đáng tiếc, cả hai cơ hội ấy, tiền đạo ngoại binh này đều bỏ lỡ. Cơ hội đầu tiên là bởi thủ môn Đức Cường đổ người quá xuất sắc, cộng thêm một chút may mắn để cản phá cú sút chéo góc. Cơ hội thứ hai chỉ có thể trách Chevrolet có pha kết thúc quá tệ. Ở thời điểm đéo ghi bàn, Hoàng Anh Gia Lai 90% nắm phần thắng. Song điều thành công nhất mà Xuân Trường làm được cho đội nhà là sát cánh bên cạnh Tuấn Anh, tiền vệ người Tuyên Quang giúp đội bóng phố núi điều chỉnh nhịp độ trận đấu cực tốt, khiến Hoàng Anh Gia Lai không còn phải rơi vào thảm cảnh như hiệp 2 trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiệp đấu họ chỉ biết trân mình lĩnh đòn của đối phương. Trên sân Gò Đậu đã có lúc tưởng chừng như Hoàng Anh Gia Lai chùng xuống, nhường quyền chủ động cho đối phương. Nhưng ở 20 phút cuối, khoảng thời gian quyết định của trận đấu, dưới sự tự tin và thoải mái của Xuân Trường, đội bóng phố núi đã có màn nổi bão khiến sân Gò Đậu phải trải qua những phút chao đảo và khung thành Bình Dương suýt nữa phải rung lên. Trước trận đấu trên sân nhà của BKMS Bình Dương, Tuấn Anh đã có phát biểu ấm lòng về người đồng đội đá cặp ăn ý một thời. Có Trường làm tôi cảm thấy thoải mái để phối hợp. Tôi và Trường gắn bó với nhau từ lâu nên cả hai rất hiểu ý. Mỗi người một điểm mạnh nên bổ trợ cho nhau. Ở Hoàng Anh Gia Lai, tôi có thiên hướng di chuyển rộng, còn Xuân Trường kiến thiết. Nhìn chung có Xuân Trường đá bên cạnh, tôi thấy thoải mái, tự tin. Không thoải mái, tự tin sao được. Khi đá cạnh Xuân Trường, Tuấn Anh phát huy được khả năng đánh thuốc mê tuyến giữa của đối phương, kéo hàng thủ Bình Dương hai lần nhóm bước lên, để rồi Xuân Trường từ giữa sân phóng đường truyền chết người, loại hàng thủ đội bạn, đưa bóng đến tận chân tiền đạo đồng đội. Có Xuân Trường, hàng thủ đối phương cũng phải cực kỳ thận trọng với những pha phạm lỗi ở khoảng cách 1/3 sân đổ lại, bởi ai cũng biết kỹ năng sút phạt của tiền vệ người Tuyên Quang này tốt đến thế nào. Song đáng tiếc, trái ngược với sự tỏa sáng rực rỡ của Xuân Trường trong lần đầu trở lại thi đấu cả trận, đội bóng phố núi vẫn còn đó không ít lỗ hổng đáng sợ. Văn Anh thi đấu không tốt ở hiệp 1 và bị thay ra ngay khi hiệp 2 bắt đầu đã đành. Đằng này, một tuyển thủ quốc gia như Hồng Duy lại có một ngày thi đấu cực tệ. Liên tục vỡ cánh khi để Tô Văn Vũ và Hồ Tấn Tài liên tục xỏ mũi trong những pha bóng 1-1. Bàn thắng của Bình Dương đến từ một quả phạt góc bên cánh phải Hoàng Anh Gia Lai. Song nó lại là hệ quả của một pha bóng mà Hồng Duy để Hồ Tấn Tài đi bóng thoải mái như chỗ không người bên cánh trái. Chevrolet bỏ lỡ cơ hội mà Xuân Trường tạo ra ở phút 78 là cực kỳ đáng tiếc đã đành, nhưng pha hố hên của Trọng Sáng để Tiến Linh gạt bóng dễ như bẩn ngay sát vạch 5m50, để rồi tung cú sút dội cột dọc khung thành Bửu Ngọc, suýt chút nữa vứt bàn thắng của Văn Toàn xuống sông xuống biển khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn có 2 phút, mới là điều Hoàng Anh Gia Lai phải lo nhất trên con đường chinh phục V-League mùa này. Trận đấu tiếp theo cuối tuần này của Hoàng Anh Gia Lai tiếp đội Bét Bảng Quảng Nam trên sân Pleiku hứa hẹn sẽ khá dễ dàng nhưng lại là trận đấu cực kỳ quan trọng cho tham vọng lọt vào top 3, mục tiêu mà nhà tài trợ đặt ra cho đội bóng phố núi ở mùa bóng này. Kết quả sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sự trở lại đang cực kỳ ấn tượng của Xuân Trường, song chỉ với điều kiện đội bóng phố núi phải khắc phục được những điểm yếu phía sau lưng của mình. Khi ấy, niềm vui trên Pleiku mới trọn vẹn. Đoàn Văn Hậu, bài học cho ước mơ xuất ngoại của cầu thủ Việt. Văn Hậu về nước không nên xem là một thất bại. Thứ nhất, anh vẫn trẻ, cơ hội còn nhiều. Cầu thủ Việt Nam đầu tiên xuất ngoại thi đấu ở một giải đẳng cấp cao hơn Việt Nam là Lê Huỳnh Đức, sang Trùng Khánh, Trung Quốc khi 29 tuổi. Người thứ hai là Lê Công Vinh, sang Bồ Đào Nha lúc gần 25 tuổi. Các cầu thủ Xuân Trường, Tuấn Anh hay Công Phượng đều xuất ngoại khi 21 tuổi. Thứ hai, giải vô địch quốc gia Hà Lan Eredivisie vốn đẳng cấp cao. Theo đánh giá của Liên đoàn Thống kê Thế giới năm 2019, Eredivisie đứng thứ 8, trong khi V-League xếp vị trí thứ 85. Cần có góc nhìn song phẳng ở trường hợp này, bởi gần như Văn Hậu đã phải thực hiện một điều bất khả thi. Dù chưa vào sân một phút nào ở Eredivisie, chỉ ít anh vẫn là một cầu thủ trong đội hình được đăng ký của Heerenveen và nhận lương theo tiêu chuẩn tốt nhất.
Tất nhiên, từ giải đấu trong top 10 thế giới trở lại, thi đấu ở V-League là một bước lùi không cần bàn cãi. Vấn đề là tại sao Văn Hậu không thể chuyển từ Hà Lan sang thi đấu ở một giải châu Âu khác có đẳng cấp thấp hơn như Na Uy hoặc Thụy Điển? Thậm chí sang Anh thi đấu ở giải hạng nhất cũng không kém phần danh giá. Từ Hà Lan mà trở về Việt Nam sẽ khiến cửa trở lại châu Âu của Văn Hậu khó khăn hơn rất nhiều. Đây chính là mấu chốt của vấn đề và làm nảy sinh câu hỏi. Bản chất của việc Hà Nội FC đưa Văn Hậu sang châu Âu là gì? Đó là một phép tính sai hay đơn thuần chuyến đi chỉ phục vụ một toan tính làm ăn nào đó của Bầu Hiển? Tròn 10 năm trước, chính Bầu Hiển chứ không ai khác đã đưa Công Vinh sang châu Âu. Khi đó mọi thứ không ồn ào như trường hợp của Văn Hậu. Vì bản chất hợp đồng khi đó là Hà Nội vừa cho câu lạc bộ Lizard mượn trong 4 tháng, vừa phải trả lương và nhờ con trai của huấn luyện viên Henrik Kalisto làm môi giới để tiền đạo người Nghệ An có thể thi đấu. Vì thế, đó chỉ là hoạt động đánh bóng hình ảnh lúc Bầu Hiển mới chân ướt chân ráo làm bóng đá chuyên nghiệp, lép vế hoàn toàn so với Bầu Đức, Bầu Thắng. Những nhu cầu ấy bây giờ không còn. Nhưng cách làm đó hóa ra lại hiệu quả khi Công Vinh được đá 4 trận ở giải vô địch quốc gia và ghi bàn tại cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Cũng chính vì thế mà Hà Nội FC sẵn sàng thực hiện hành động ấy một lần nữa khi đàm phán hỗ trợ tiền lương cho Văn Hậu với niềm tin rằng cầu thủ Việt Nam có thể chơi bóng ở châu Âu. Không lẽ 10 năm trước còn được, tại sao bây giờ lại không? Sự lạc quan ấy chính là vấn đề. Đó có thể là sai lầm lớn nhất trong chuyến hành trình gian dở của Văn Hậu. Câu lạc bộ Hà Nội đưa Văn Hậu sang Hà Lan với một mơ ước vừa rất xa mà lại quá gần, được thi đấu ở Eredivisie. Người hâm mộ Việt Nam cũng vậy. Dù băn khoăn về khoảng cách trình độ, ai cũng muốn thấy Hậu vào sân chơi bóng tại Hà Lan. Sự kỳ vọng đó lớn đến mức một đài truyền hình còn mua quyền phát sóng mọi trận đấu của Harry Kane. Đó đương nhiên không phải là kiểu niềm tin mù quáng. Văn Hậu có tuổi trẻ, thân thể phù hợp, vị trí thi đấu cũng không quá cạnh tranh khốc liệt và năng lực đã được thừa nhận ít nhất là ở tầm châu Á. Với số đông, vấn đề chỉ là thời gian. Đó là điều người hâm mộ Việt Nam muốn thấy ở Văn Hậu, nhưng lại không hẳn là điều mà Harry Kane quan tâm. Mùa 2019-2020, theo trang chuyên về định giá chuyển nhượng Transfermarkt, Harry Kane bỏ ra khoảng 3,3 triệu euro, 3,74 USD để mua cầu thủ, đa số là họ mượn như trường hợp của Văn Hậu. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Hà Lan thu về 12,85 triệu euro nhờ bán, đã bao gồm các cầu thủ ra đi tự do. Các con số này lần lượt ở những mùa trước đó như sau. Mùa 2018-2019, mua 1,39 triệu euro, bán 10,15 triệu euro. Mùa 2017-2018, mua 4,65 triệu euro và bán 14,20 triệu euro. Thống kê trong vòng 10 mùa gần nhất, số tiền mà Harry Kane mua cầu thủ trung bình chiếm khoảng 20% so với số họ bán ra. Những hợp đồng bán cầu thủ có giá trị cao của Harry Kane chủ yếu đến từ các trường hợp do họ đào tạo. Đây cũng là hoạt động bình thường của bóng đá Hà Lan, nơi họ chuyên đào tạo cầu thủ và bán cho các câu lạc bộ lớn. Nhưng thương vụ có lãi nhất của Harry Kane trong thời gian này lại đến từ cầu thủ mà họ mua về rồi bán lại, Abreu Finn Bogason. Năm 23 tuổi, trung phong người Iceland chuyển đến Harry Kane từ một đội hạng nhì của giải Bỉ, thấp hơn nơi mà Công Phượng thi đấu. Giá chuyển nhượng khi đó chỉ 0,6 triệu euro. Hai năm sau, khi bán Finn Bogason cho Real Sociedad, Harry Kane bỏ túi 8 triệu euro. Những đội bóng như Harry Kane không tồn tại để tham gia các cuộc đua vô địch hay kiếm tiền từ thành tích thi đấu. Từ năm 2010, Harry Kane được công nhận như một câu lạc bộ có tính an toàn tài chính cao nhất trong bóng đá Hà Lan. Ấy là nhờ khả năng mua bán cầu thủ. Nếu nhìn từ góc độ này, sẽ thấy thứ mà Harry Kane muốn thấy ở Văn Hậu. Tài năng của Văn Hậu chắc chắn được đội bóng Hà Lan thẩm định tốt nên mới sẵn sàng trả lương. Nhưng ngoài điều đó ra, hành trang của Văn Hậu khi đến Hà Lan không có gì khác. Trình độ ngoại ngữ, năng lực giao tiếp, khả năng chịu sức ép về tâm lý của một cầu thủ da màu, gốc châu Á, liệu đã có ai đề cập hoặc trang bị cho Văn Hậu chưa? Chúng ta đưa Văn Hậu đi bằng một suy nghĩ vừa đơn giản vừa ngây thơ rằng chỉ năng lực giỏi là sẽ có tương lai. Nhưng nếu xem Harry Kane là một công ty quốc tế, cái họ cần ở Văn Hậu là khả năng thích ứng và tiềm năng gia tăng giá trị. Danh sách thị trường bán cầu thủ của Harry Kane chủ yếu là Pháp, Đức, Tây Ban Nha, chứ không phải Anh hay các quốc gia nói ngôn ngữ phổ dụng này. Trong khi đó, ngoại ngữ chắc chắn là điểm yếu của Văn Hậu. Ngoại ngữ mà yếu chắc chắn là khó thích ứng với cuộc sống, với những truyền đạt chuyên môn từ huấn luyện viên. Đấy là chưa nói đến sự hòa nhập với đời sống châu Âu, với việc chỉ ở một mình. Đấy có thể là thứ mà Harry Kane thấy Văn Hậu không có, nhưng lại là thứ mà họ cần nhất khi quyết định đầu tư cho các cầu thủ nước ngoài. Nếu muốn bán cho đội bóng khác với giá cao, một câu lạc bộ như Harry Kane hẳn không có lý do gì để mượn Văn Hậu chỉ phục vụ thi đấu. Họ sẵn sàng mua, ký hợp đồng dài hạn và đương nhiên khi đó sẽ tạo điều kiện để Văn Hậu vào sân nhằm chào hàng. Nhưng tất cả những điều đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu Văn Hậu ngoài tài năng thiếu toàn bộ các yếu tố còn lại.